Ngày 1 tháng 10, Công an thành phố Hải Phòng thông tin, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Phạm Mạnh Hương và Nguyễn Quang Thắng. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Phạm Mạnh Hương sinh năm 1994, trú tại phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền, khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp hai chiếc xe máy, thực hiện cùng Thắng Tây. Như đã đưa tin, vào ngày 13 tháng 9, anh Hoàng Thanh Hải sinh năm 1973, ở số 44/201 Lạc Tray, phường Lạc Tray, quận Ngô Quyền đến trụ sở công an phường trình báo về việc bị kẻ gian trộm cắp một chiếc ô tô hiệu Honda 4 chỗ ngồi, trị giá khoảng 615 triệu đồng cùng nhiều tài sản có giá trị khác. Đến 19 giờ 10 ngày 13 tháng 9, các trinh sát đội 4 phòng cảnh sát hình sự đã triệu tập Nguyễn Quang Thắng, tức Thắng Tây đến trụ sở cơ quan công an để làm rõ hành vi trộm cắp chiếc xe ô tô của anh Hải. Thắng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, đồng thời, Thắng khai vào khoảng cuối tháng 8 năm 2019, Thắng cùng với đối tượng tên là Phạm Mạnh Hương sinh năm 1994, ở phường Lê Lợi, quận Ngô Quyền trộm cắp liên tiếp hai xe máy. Đến ngày 19 tháng 9, đối tượng Phạm Mạnh Hương đã đến cơ quan điều tra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, vào 13 giờ ngày 28 tháng 8, Thắng cùng Hương vào khu vực dãy nhà trọ trong ngõ 2 Nguyễn Văn Linh, phường Đông Hải, quận Lê Chân, chúng đã bẻ khóa, trộm chiếc xe quơ dây màu đen xám của anh Thiếu Văn Hiền sinh năm 1987. Sau đó, chúng thay biển kiểm soát để sử dụng. Tiếp đó, vào khoảng 16 giờ ngày 4 tháng 9, cặp bài trùng Thắng và Hưng tiếp tục điều khiển chiếc xe quơ ve trước đó đã trộm cắp của anh Hiền, tiến hành trộm chiếc xe ba đôi của chị Lê Thị Thu Nga sinh năm 1994, ở phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, mang bán được 11 triệu đồng và chia nhau ăn tiêu hết. Đến ngày 12 tháng 9, do hết tiền, Thắng mang nốt xe quơ ve trước đó đã trộm cắp của anh Hiền đi cầm cố tại quán bán cá trong ngõ 173 Hàng Kênh, Lê Chân. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Phạm Mạnh Hương và Nguyễn Quang Thắng về hành vi trộm cắp tài sản.